cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ. Lạy Cha, hôm nay con sống theo những lời này và cho trái tim con vang vọng lại những lời của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay. Con xin dâng chính mình con với lòng quảng đại để phục vụ Cha. Lời Cha làm cho con thêm can đảm, giúp con nhận biết rõ hơn và sống động hơn về chân lý. Lời thúc bách uốn nắn con sống cho tình yêu Cha. Nhờ đó, con có thể sống và nhận biết rằng chỉ ở nơi Cha mới có sự sống đích thực. Xin ban cho Hội Thánh ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để Hội Thánh canh tân chính mình theo ánh sáng tin mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Vào giữa ngày sống hôm nay, trong con đọng lại sự khôn ngoan trong các việc phụng vụ của cộng đoàn giáo hội. Việc phụng vụ này diễn tả lòng khao khát sâu thẳm của anh chị em con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lời con xin đây được hiển hiện trong cuộc đời con. Xin ban cho con một quả tim biết chạnh lòng chắc ẩn sâu xa trước những khốn khổ phận người, và khơi lên trong con nguồn cảm hứng làm nên những nghĩa cử, lời nói tốt đẹp đối với những ai đang cô đơn, bơ vơ. Xin cho con luôn biết sẵn lòng giúp đỡ những người đang bị bóc lột và áp bức. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Chúa, vào cuối ngày, xin cho con lắng đọng lại bản thân mình giữa những suy nghĩ náo động và biết tìm một không gian tĩnh lặng để trân quý những điều tốt lành hôm nay. Con đang coi trọng điều gì? Liệu con đang si mê những điều hào nhoáng, hay con trân trọng và sống với các giá trị của những điều nhỏ bé? Con có biết trân trọng những hành động đơn sơ nhưng chất chứa yêu thương, hay con chỉ ham muốn những thứ phù phiếm theo cách nhìn của thế gian? Con tìm cách xa lánh mọi người hay là chủ động quan tâm gặp gỡ họ? Nguyện xin Chúa thứ tha cho những lỗi phạm và giúp con bắt đầu một ngày mai với quyết tâm mới. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.